chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết nóng tại biển đông trung quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển sụp sôi gian đe ba kình địch trong khi đó lầu năm góc cho rằng trung quốc đã sở hữu bộ ba hạt nhân và đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thực hư ra sao về phía nga tổng thống putin cho rằng việc nga tạo ra những hệ thống vũ khí không có đối thủ trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và tăng cường khả năng của quân đội nước này ở một diễn biến khác, Trung Quốc mừng rỡ khi có Ukraine làm đồng minh đắc lực, thế nhưng bản thân Kiev lại đang cố tình lợi dụng Bắc Kinh cho các mục tiêu chống Nga. Cùng lúc đó, ở khu vực đông nam Ukraine, Kiev đã tìm ra cách gây nhiễu các hệ thống phòng không ở Donbass, bắt đầu sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử trong khu vực. Và cuối cùng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này bắt đầu triển khai và thử nghiệm một hệ thống khí cầu phát hiện tên lửa mới. Tất cả tin nóng quốc tế tổng hợp trong ngày sẽ được gửi tới quý vị trong video ngay dưới đây. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển sụp sôi, gian đe ba kình địch. Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật một tuần trên biển Hoa Đông ngay sau khi đợt huấn luyện ở Biển Đông kết thúc. Cơ quan Hải sự Trung Quốc thông báo quân đội nước này ngày 3 tháng 11 bắt đầu một tuần diễn tập bắn đạn thật ở Biển Hoa Đông. Cuộc diễn tập tại Biển Hoa Đông bắt đầu khi các đơn vị quân đội Trung Quốc cũng kết thúc một đợt huấn luyện ở Biển Đông diễn ra từ ngày 31 tháng 10. Đợt diễn tập huấn luyện trên Biển Đông được quân đội Trung Quốc tiến hành sau khi Hải quân Mỹ và Nhật Bản cùng diễn tập chung tại khu vực. Hải quân Mỹ ngày 25 tháng 10 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tàu sân bay Nhật Bản JS Kaga thực hành khả năng phối hợp các đơn vị và tiến công trên biển. Khi hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản đang trở nên thường xuyên và ngày càng bình thường hơn, Trung Quốc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự để sẵn sàng tác chiến. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình nhận định. Sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông, tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết đây là lần thứ 9 tàu sân bay Mỹ hoạt động tại Biển Đông trong năm nay. Tần suất các phi vụ trinh sát của quân đội Mỹ tại Biển Đông tăng lên trong các cuộc diễn tập của nhóm tác chiến Carl Vinson và HMS Queen Elizabeth của Anh. Quân đội Trung Quốc chưa có thông báo nội dung diễn tập đợt bắn đạn thật trên biển Hoa Đông, nhưng các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan leo thang. Lãnh đạo Thái Anh Văn hồi tuần trước xác nhận binh sĩ Mỹ có mặt tại Đài Loan để huấn luyện lính phòng vệ của hòn đảo. Mỹ gần đây bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, điều bị Trung Quốc chỉ trích quyết liệt. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc trong tháng 10 điều gần 200 máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan. Ngày 14 và ngày 15 tháng 10, khu trục hạm d Mỹ và hộ vệ hạm Winnipeg, Canada đi qua eo biển Đài Loan khiến quân đội Trung Quốc tức giận. Các cuộc diễn tập hiện tại của chúng tôi ở các vùng biển khác nhau đều liên quan chặt chẽ đến tình hình ở eo biển Đài Loan. Chuyên gia Tống Trung Bình nói về hoạt động của quân đội Trung Quốc. Một chuyên gia thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập ở biển Hoa Đông không nhất thiết nằm đối trọi trực tiếp với các hoạt động quân sự chung của Mỹ-Nhật mà thể hiện quyết tâm và năng lực bảo vệ lãnh thổ của Trung Quốc. Tần suất các cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển phía đông Trung Quốc đang tăng lên. Chuyên gia này cho biết trong lúc tình hình an ninh ở Tây Thái Bình Dương trở nên phức tạp, các cuộc diễn tập bắn đạn thật được thiết kế để chứng minh năng lực thực chiến của hải quân và không quân Trung Quốc đã mạnh hơn. Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đã sở hữu bộ ba hạt nhân. Trung Quốc có thể đã có bộ ba hạt nhân theo một báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm thứ tư. Bộ ba lực lượng chiến lược bao gồm ba thành phần: không quân chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân. Trung Quốc có thể đã tạo ra bộ ba hạt nhân mới bằng cách phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như cải thiện khả năng hạt nhân trên đất liền và trên biển, báo cáo cho biết. Ngoài ra, lầu năm góc tin rằng Bắc Kinh đang tăng cường khả năng sẵn sàng của lực lượng hạt nhân để phóng khi có cảnh báo với việc gia tăng số lượng tên lửa phóng từ hầm silo. Trung Quốc đang đầu tư và phát triển một số phương tiện vận chuyển đường bộ, đường biển và đường hàng không đồng thời tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự mở rộng của các lực lượng hạt nhân, nội dung tài liệu cho biết. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng nói Bắc Kinh đang tích cực tăng cường sản xuất plutonium ở cấp độ sử dụng trong vũ khí. Tổng thống Putin, Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí không có đối thủ trên thế giới. Tổng thống Putin cho rằng việc Nga tạo ra những hệ thống vũ khí không có đối thủ trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và tăng cường khả năng của quân đội nước này. Các vũ khí tiên tiến do Nga phát triển sẽ đảm bảo mức độ an ninh cao của quân đội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp của ngành quốc phòng hôm ngày 3 tháng 11. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về tốc độ hiện đại hóa lục quân và hải quân với những hệ thống dựa trên các quy tắc vật lý mới việc tạo ra những vũ khí động năng siêu thanh laser cùng các vũ khí khác của chúng ta vốn không có đối thủ trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và thúc đẩy đáng kể các khả năng của lực lượng vũ trang trong nhiều năm qua và thậm chí trong những thập kỷ tới đồng thời đảm bảo mức độ an ninh cao của quân đội nga tổng thống putin khẳng định lãnh đạo nga cho rằng việc tạo ra những hệ thống vũ khí như vậy đã giúp thúc đẩy sự cân bằng chiến lược ngày nay việc chế tạo và sản xuất hàng loạt những vũ khí tiên tiến công nghệ cao và hiệu quả này chiếm vị trí chủ chốt trong phát triển lực lượng vũ trang ông putin nhấn mạnh nhà lãnh đạo nga cũng chỉ ra rằng công việc phát triển vũ khí trên cần thời gian nỗ lực và ngân sách mỗi loại vũ khí này đều cho thấy công việc trong một thời gian dài của hàng nghìn nhà khoa học kỹ sư các nhà lập trình và những chuyên gia khác ukraine đi đêm với trung quốc để chống lại nga Trung Quốc mừng rỡ khi có Ukraine làm đồng minh đắc lực, thế nhưng bản thân Kiev lại đang cố tình lợi dụng Bắc Kinh cho các mục tiêu chống lại Nga. Mối quan hệ gần đây giữa Ukraine và Trung Quốc đã làm dấy lên những nghi ngờ về lập trường địa chính trị của Kiev, ngay cả khi Tổng thống Zelensky nhận được sự tiếp đón tại Nhà Trắng vào đầu tháng 9. Các nhà quan sát chính sách đối ngoại của Ukraine đã ghi nhận những dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa Kiev và Bắc Kinh trong năm nay. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông chúc mừng nhà đồng cấp nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Ông Zelensky bày tỏ quan tâm đến việc phát triển thương mại và thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm phát triển cảng biển, xây dựng và hiện đại hóa đường bộ, đường sắt, cơ sở hạ tầng đô thị và dịch vụ đô thị. Theo nhà lãnh đạo này, Ukraine có thể trở thành cầu nối với châu Âu cho các doanh nghiệp Trung Quốc Tiếp đó, người phát ngôn của phái đoàn Ukraine trong nhóm liên lạc ba bên nói rằng Ukraine sẽ định hướng lại các lợi ích của mình sang phía đông nếu sự từ bỏ các lợi ích của Ukraine tiếp diễn ở EU và Mỹ. Nhân vật này đề cập đến quyết định gần đây của Mỹ và Đức về việc để Nga tiếp tục xây dựng đường ống non-stream 2, điều mà Cave coi là mối đe dọa lớn. Nếu phương Tây muốn làm bạn với Nga với cái giá phải trả là từ bỏ các lợi ích của Ukraine, chúng tôi sẽ quay sang phương Đông để cân bằng lại vị thế của mình. Người phát ngôn phái đoàn Ukraine cho biết, ở Ukraine, liên tiếp các động thái công khai nói trên của chính phủ Ukraine đã tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Trong khi một số người tin rằng có một sự thay đổi chiến lược thực sự, một số ý kiến khác nhận định Kiev đang cố gắng thao túng hoặc thậm chí là uy hiếp Washington bằng cách đe dọa quay sang Trung Quốc. Trên thực tế, sự thật dường như không phải như vậy. Thay vào đó, các động thái của Ukraine nên được hiểu là một sự nỗ lực theo đuổi một chính sách thực dụng hơn. Ukraine tìm cách gây nhiễu các hệ thống phòng không ở Donbass. Kiev đang cố gắng lặp lại kịch bản Karabakh ở Donbass và đã bắt đầu sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử trong khu vực. DPR và LPR không loại trừ khả năng quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho việc bắt đầu sử dụng ồ ạt các máy bay không người lái tấn công, và có thể là cả máy bay chiến đấu ở Donbass. Hiện tại vẫn chưa rõ hệ thống nào được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công phòng không ở Donbass, vì ngoài những phát triển của Liên Xô và Ukraine Người ta còn biết trước đó Mỹ cũng cung cấp vũ khí cho CAVE. Trước đó có thông tin về việc Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất hai hệ thống tác chiến điện tử di động với phạm vi hiệu quả lên tới 40 km. Các chiến thuật tương tự được sử dụng tích cực ở Karabakh khi Azerbaijan sử dụng mục tiêu giả và phương tiện chiến tranh điện tử để tấn công thành công hệ thống phòng không của Armenia. Điều này cho thấy CAVE cũng quyết định thực hiện các bước như vậy. Israel tuyên bố thử nghiệm hệ thống khí cầu phát hiện tên lửa mới. Ngày 3 tháng 11, Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này bắt đầu triển khai và thử nghiệm một hệ thống khí cầu phát hiện tên lửa khổng lồ tại khu vực miền Bắc Israel. Bộ trên đã công bố những bức ảnh về hệ thống này được thiết kế theo hình dạng của quả khí cầu khổng lồ. Hệ thống này bao gồm hệ thống khí cầu khả dụng cao và một radar hiện đại được thiết kế để phát triển các mối hiểm họa tầm xa khi hoạt động ở tầm cao. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Israel khẳng định, thiết bị mới này sẽ bổ sung những phát hiện và cảnh báo sớm cho hệ thống phòng không đang được vận hành ở khắp Israel. Hệ thống radar được phát triển trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ. Giám đốc của Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel Moshe Padro nhấn mạnh, hệ thống khí cầu sẽ hoạt động ở tầm cao và cung cấp khả năng phát hiện đa hướng vượt trội nhằm đối phó với các mối đe dọa tân tiến. Theo Phó Đô đốc John Hill, người đứng đầu cơ quan phòng thủ tên lửa mỹ hệ thống này là một ví dụ tuyệt vời nữa minh chứng cho sự hợp tác giữa cơ quan quốc phòng của israel và mỹ